Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân Đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân Đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân Đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách bắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Như vậy đó là khóa tu của chúng ta đã gần đi đến cái hồi cuối, và chỉ còn mười vài ngày nữa là quý vị sẽ về lại với cái cuộc đời. Phải nói là nó đầy những cái khó khăn trắc trở và đầy rẫy những phiền não nó chực chờ chúng ta ở ngoài kia. Và xin thưa là khi mà về thì chắc hẳn quý vị sẽ bị sốc hơi nhẹ, bởi vì giống như là chúng ta đang ở trong một cái môi trường thanh tịnh mà chúng ta qua một môi trường khác nó ô nhiễm, thì chúng ta sẽ bị sốc hơi nhẹ. Và sư mong là thời pháp ngày hôm nay có thể chia sẻ với quý vị một phần nào cách để chúng ta có thể ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống, để cho đời sống của chúng ta đó nó được tốt hơn. Thứ nhất là sư mong nếu như chúng ta có khả năng thì sau khi về nhà chúng ta nên xem xét lại nghề nghiệp của mình. Nếu có điều kiện thì chúng ta hãy lựa chọn một nghề nghiệp mà ở đó đó chúng ta không phạm những ác nghiệp. Một nghề nghiệp được xem là chánh mạng là một nghề nghiệp mà ở đó chúng ta không phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, để chúng ta có thể kiếm kế sinh nhai. Quý vị đừng suy nghĩ là tôi hy sinh cuộc đời của tôi để tôi nuôi gia đình của tôi. Ở trong Trường Bộ Kinh thì có một lần Ngài Xá Lợi Phất đến thăm một vị cư sĩ, và vị này là một ông quan to. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi đó, dạo này ông có tu học hay không, ông có giữ giới, ông có tu học hay là không? Thì vị quan này mới nói là, thưa tôn giả, làm sao mà con có thể tu tập được? Bởi vì con còn phải lo cho cha mẹ, con còn phải lo cho vợ, con còn phải lo cho con còn phải lo cho người ăn kẻ ở, con còn phải lo cho nhà vua, con còn phải lo cho đất nước. Con phải lo rất nhiều thứ, thì làm sao mà con có thể tu tập được? Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới hỏi đó, như vậy ông hãy trả lời cho ta, nếu như một người
mà làm các ác nghiệp, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì người đó khi thân hoại mạng chung sẽ đi xuống địa ngục hay là sanh về cõi trời. Thưa tôn giả, đương nhiên một người khi đã vi phạm các giới luật, không có tu tập, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó sẽ đi xuống địa ngục. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: như vậy ông hãy suy nghĩ là nếu như mẹ của người ấy nói với lại quỷ sứ rằng con của tôi nó vì tôi cho nên nó mới làm ác, thì làm ơn đừng đưa nó xuống địa ngục, thì như vậy có được hay không? Vị Bà La Môn đó mới nói là: thưa tôn giả, chắc chắn không được. Bởi vì sao? Bởi vì người làm ác thì phải xuống địa ngục. Dù cho mẹ người đó có xin, van xin thấm thiết, thì cũng không thể nào giúp cho người đó thoát khỏi địa ngục được. Rồi Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: như vậy nếu cha của người đó, nếu con, nếu vợ của người đó, nếu con của người đó, nếu đầy tớ của người đó, nếu nhà vua của người đó, nếu nhân dân trong nước của người đó nói rằng người này đã vì chúng tôi mà tạo các ác nghiệp, thì xin đừng để cho người ấy phải đi xuống địa ngục, thì có được hay không? Vị Bà La Môn mới trả lời rằng: thưa tôn giả, không thể được. Bởi vì một người đã tạo các ác nghiệp thì sẽ phải đi địa ngục. Dù cho cha, dù cho vợ, dù cho con, dù cho người ăn kẻ ở, dù cho nhà vua, dù cho nhân dân cả một quốc độ có cầu xin, thì quỷ sứ cũng không thể nào buông tha và người ấy sẽ phải đi địa ngục. Ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi: như vậy đó, này Bà La Môn, ông hãy suy nghĩ kỹ giữa việc làm ác và để giúp đỡ gia đình của mình, giúp đỡ đất nước của mình, và việc làm thiện để giúp đỡ gia đình của mình, giúp đỡ đất nước của mình, thì cái nào là tốt hơn? Vị Bà La Môn mới trả lời: thưa tôn giả, đương nhiên so sánh giữa hai việc thì việc làm thiện để giúp đỡ đất nước của mình, giúp đỡ gia đình của mình là tốt hơn. Nói như vậy đó để cho quý vị thấy một sự kiện, đó là dù cho chúng ta có nhân danh là vì cha, vì mẹ, vì vợ, vì con, vì chồng, vì nhà vua, vì đất nước mà chúng ta làm các ác nghiệp, thì chúng ta vẫn phải chịu quả báo như thường. Và không một ai có thể cầu xin giúp cho chúng ta thoát khỏi ác nghiệp. Đó là chưa kể chúng ta còn làm cho gia đình của chúng ta phải cộng nghiệp do các cái ác nghiệp đó. Ví dụ như chúng ta đi làm vì công việc đó, chúng ta phải vi phạm giới luật. Vì công việc chúng ta phải làm những cách tổn hại đến chúng sanh khác để chúng ta kiếm tiền. Thì khi chúng ta đem đồng tiền đó về nuôi gia đình, gia đình chúng ta sẽ cộng nghiệp với chúng ta. Ví dụ như do chúng ta đi làm mà chúng ta phải trộm cắp, phải kiếm những đồng tiền bất chính, thì đem đồng tiền đó về gia đình mình sử dụng, đời sau kiếp khác bản thân mình sẽ chịu cái nghiệp chính, mà gia đình của mình sẽ chịu cái nghiệp phụ, cộng nghiệp. Ví dụ như đời sau sanh ra đó, mình có thể là mắc quái bệnh, ví dụ như là những căn bệnh hiểm nghèo. Quý vị có biết là có những căn bệnh có thể chữa được nhưng tốn rất nhiều tiền, có những mũi thuốc mà lên cả triệu đô. Sư đọc mà sư hết hồn. Có những mũi thuốc đắt nhất thế giới lên cả triệu đô,
Có những căn bệnh hiểm nghèo đã có thuốc chữa, nhưng giá của nó lên cả triệu đô. Mà triệu đô đó là nằm ở dưới đó nha. Còn những thuốc mà mắc hơn nữa lên cả chục triệu đô. Mà đôi khi người nhà chúng ta thương quá, cho nên là chi phí điều trị nó đắt biết là bao nhiêu, thì cũng ráng để mà nuôi chúng ta, để ráng cứu chúng ta sống. Quý vị thấy là có những gia đình vì một người bệnh mà khuynh gia bại sản, bán nhà, bán đất, bán hết chỉ để chữa bệnh cho con. Người ngoài nhìn vào thì thấy vợ chồng gia đình này tội nghiệp, thương con, nhưng mà ẩn sâu trong đó chính là cái nghiệp. Bản thân người bệnh là chịu nghiệp chính, còn những người trong gia đình là chịu cái cộng nghiệp. Do cộng nghiệp cho nên bao nhiêu tài sản là bán hết để nuôi mình, không buông được. Cách đây không lâu, sư có đọc một bài báo nói về một cậu bé, một cậu thanh niên 17 tuổi. Nó đi chơi với bạn, nó phát hiện một cái xác chết và nó báo cảnh sát. Thì cảnh sát lại liệt nó vào cái dạng hiềm nghi. Rồi cuối cùng vì để tranh thủ xoa dịu dư luận và để thăng quan tiến chức, cho nên người ta ép thằng nhỏ là phải nhận tội. Bởi vì dụ nó nói là bây giờ nạn nhân chưa có chết nha, bây giờ mày nhận tội sớm thì tao thả mày về, chứ nạn nhân chưa có chết đâu. Thì thằng nhỏ mới có 17 tuổi, nó nghe, nó ký tên. Và thế là một chỉ trong vòng 2 tháng mà bản án được phá. Và cái cậu bé đó, cái này vụ án ở Trung Quốc, cho nên cậu bé đó 17 tuổi vẫn phải chịu án tử hình. Và không lâu sau đó, hình như khoảng 3 tháng sau, thì bị xử bắn. Tức là nó không cho nó cơ hội để kêu oan. Từ khi mà thằng bé nó bị xử tử, gia đình nó bị mang tiếng oan, là gia đình có một cái thằng phạm cái tội tày đình. Tại vì cái án đó là án hiếp giết, cho nên là người nhà đó là không thể nào sống nổi. Anh em trong gia đình là không thể đi học được. Tại vì đi học là bạn bè nó sẽ chỉ trỏ, không đi học nữa, phải nghỉ học. Kiếm việc làm cũng không thể kiếm được, sống một cuộc đời rất là nghèo khó và đau khổ. Mãi cho đến gần đây đó, cái tên tội phạm chính thức nó mới khai nhận. Người ta bắt được nó trong một vụ án khác. Và khi nó khai thì nó khai ngược lại vụ án cách đó mấy chục năm. Mà khi đó đó thì đương nhiên là người ta minh oan cho cái đứa nhỏ và người ta bồi thường lại cho gia đình. Nhưng mà những cái mà một cái gia đình đó phải chịu, nó tan hoang. Một người chết mà cả một gia đình tan hoang. Cái nghiệp do đâu? Do năm xưa đó, mình đã vì cái việc mà mình làm ăn á, rồi mình phạm giới. Mà cái giới mà để mình bị hàm oan á, là cái giới liên quan đến khẩu nghiệp. Thành ra quý vị mà đi làm mà dính tới khẩu nghiệp thì cẩn trọng nha. Mình nói dối đó, nói dối, nói đâm thọc, nói vô ích. Thì khi mà mình đem đồng tiền đó về mình nuôi gia đình á, đời sau kiếp khác mình bị hàm oan, rồi gia đình mình sẽ liên lụy vì sự hàm oan đó. Mình là người chịu cái nghiệp trực tiếp, mình có thể sẽ bị chết, như trong trường hợp cái vụ án trên. Còn người nhà của mình á, do năm xưa mình đem tiền về nuôi á, cho nên họ chịu cộng nghiệp, thì họ sẽ cũng không có bị cái nghiệp chính như mình, nhưng họ sẽ
hưởng những cái hậu quả rất nặng nề. Thành ra sư chân thành khuyên quý vị, nếu như chúng ta có khả năng thì hãy suy tính đến việc lựa chọn một nghề nghiệp mà ở đó chúng ta không phải tạo các ác nghiệp. Đừng viện lý do là tôi cần nuôi gia đình. Tại vì chúng ta có nói là chúng ta vì gia đình thì thứ nhất chúng ta vẫn đi địa ngục. Không có một trai đàn cầu an cầu siêu nào cứu nổi chúng ta. Cái thứ hai là đời sau kiếp khác, gia đình của chúng ta sẽ bị cộng nghiệp chung với chúng ta. Thì như vậy hóa ra là chúng ta đang giúp gia đình của mình hay chúng ta đang hại gia đình của mình. Thành ra khi chúng ta biết Phật Pháp, nhiều sự thật nó rụng rời lắm. Chúng ta mới thấy là tại sao trong Tăng Chi Đức Phật nói số chúng sanh, số người sau khi thân hoại mạng chung đi về các cảnh khổ thì rất nhiều, còn số người sau khi thân hoại mạng chung đi về các cảnh giới tốt đẹp, cõi người, cõi trời thì rất hiếm. Quý vị ở đây chỉ có 220 người. So với cái quả địa cầu này đó, hình như bây giờ là mấy tỷ người rồi, 7 tỷ hay 10 tỷ. Nó không là cái gì hết. Chúng ta không mong thay đổi cả thế giới, chỉ mong là những người có duyên với chúng ta biết được sự thật và có thể thay đổi chính mình cũng như thay đổi những người xung quanh mình. Nhắc đến cái chuyện cầu siêu, tự chúng ta phải tự siêu cho mình trước, chứ còn đừng có nhờ người khác cầu siêu giùm. Ở trong Tương Ưng có vị Bà La Môn đến nói với Đức Thế Tôn về cái việc là cầu siêu. Đức Thế Tôn mới hỏi vị Bà La Môn là bây giờ đó, nếu như mà đem một cái hũ đựng đầy sỏi quăng xuống dưới sông á, khi cái hũ nó vỡ thì sỏi nó sẽ chìm hay nó nổi? Thì vị Bà La Môn nói thưa Thế Tôn, sỏi nó sẽ chìm. Đức Thế Tôn mới hỏi là như vậy nếu như có 100 ông Bà La Môn đứng dọc xung quanh bờ sông á, cầu nguyện cho sỏi nó hãy nổi lên, có được hay không? Vị Bà La Môn nói dạ không thưa Thế Tôn, bởi vì đặc tánh của sỏi là nặng thì nó phải chìm. Đức Thế Tôn lại hỏi đó, lại ví như Bà La Môn, nếu như một cái chậu, một cái hũ mà đựng dầu, khi quăng xuống sông cái hũ nó vỡ, dầu nó chìm hay nó nổi? Vị Bà La Môn nói thưa Thế Tôn, dầu nó nổi. Thì Đức Thế Tôn lại hỏi, như vậy này Bà La Môn, nếu như 100 ông Bà La Môn đứng dọc hai bên bờ sông mà cầu cho dầu nó chìm á, thì có được hay không? Vị Bà La Môn mới nói là thưa Thế Tôn, không thể được, bởi vì đặc tánh của dầu là nó sẽ nổi chứ nó không thể chìm. Đức Thế Tôn nói cũng vậy này Bà La Môn, một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì khi vị ấy thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ phải sanh xuống các cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dầu cho có 100 ông tu sĩ, 1000 ông tu sĩ cầu nguyện thì người ấy cũng không thể sanh lên được. Mà một người đó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, do nhờ thiện nghiệp đó khi thân hoại mạng chung họ sanh thiên, thì dù cho có 100 vị tu sĩ, 1000 vị tu sĩ cầu nguyện thì nguyền rủa, thì người ấy cũng không thể đi xuống được. Cho nên
Khi chúng ta làm ác thì cầu nguyện cũng vô ích. Nếu như chúng ta làm ác, chúng ta chết rồi đó, nằm trong quan tài, quý vị có nhờ 100 vị sư, 1000 vị sư tới tụng cầu siêu 7 ngày liên tục cũng không siêu được, bởi vì nặng quá không siêu được. Còn khi quý vị có giữ giới nha, thì đến khi quý vị nằm trong quan tài á, chúng ta không cần thỉnh bất cứ ai, chúng ta vẫn siêu như thường. Có còn nhớ ngày hôm trước sư nói lý do mà chư tăng có mặt khi cầu siêu hay không? Đó không phải cho người chết, không phải cho người nằm trong quan tài, mà chư tăng đến là cho người sống. Chứ còn bản thân người chết á, tự nghiệp của họ quyết định họ siêu hay đọa rồi. Còn cái cận tử nghiệp á, nó tùy thuộc rất nhiều vào việc chúng ta ngày thường tu tập như thế nào. Một người á, mà chúng ta làm thiện nhiều hơn làm ác, gọi là, thì khi đó cận tử nghiệp chúng ta rất thoải mái. Chúng ta không cần ai phải đến để khai, gọi là khai thị, thì chúng ta vẫn có thể tự tin vào các thiện nghiệp của mình. Còn một người á, mà thiện ác bằng nhau, thì họ sẽ cần những người có thể nhắc nhở họ để họ nhớ đến những thiện nghiệp vào giây phút cận tử. Còn những người mà ác á, nhiều hơn thiện, thì họ cần một vị có khả năng đánh động tâm của họ, làm cho họ rúng động, thì khi đó họ mới có khả năng xoay chuyển được tình thế. Ví dụ như quý vị thỉnh chư tăng mà phải là vị có trí tuệ để có khả năng đánh động vị ấy, chứ không phải là quý vị thỉnh mấy ông thầy cúng về, mấy ông thầy tụng. Thỉnh về tụng thì xin thưa là cho mình an cái bụng thôi, chứ còn người nằm đó chưa chắc. Phải là một vị có trí tuệ, có khả năng đánh động cái người đang hấp hối. Còn người mà làm ác quá nhiều, làm thiện quá ít, thì người đó họa chăng chỉ có Đức Phật hoặc một vị độc giác hoặc hai vị thượng thủ thinh văn mới cứu nổi. Cho nên ngày thường chúng ta phải tự siêu cho chính mình trước, chứ đừng có mong chờ người khác siêu giùm. Hơn nữa đó, có đôi khi mình làm sống ác nhiều quá, tới hồi mà mình hấp hối mình thỉnh không được chư tăng. Quý vị có tin chuyện nổi chuyện đó không? Cái chuyện này cũng xưa rồi. Khi mà Phật giáo Nam Tông mới về á, thì có một bà đại thí chủ, bà cũng rất hộ độ, rất là nhiệt tình hộ độ chư tăng. Nhưng mà trong số các vị sư á, thì có một vị sư mà bà không có cảm tình, thì bà cứ thích làm khó làm dễ. Mà bà là thuộc dạng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, cho nên là phường, quý vị biết cái phường, công an phường hồi xưa là cái dạng mà có công á, là người ta cũng ngại đụng chạm lắm. Thành ra cứ lâu lâu á, là bà lên bà thưa bà kiện, là kéo cái vị sư này kéo lên trên chùa, lên trên phường ngồi chơi vậy đó. Thì cứ lâu lâu thì vị sư phải lên trên phường vì bà này thư kiện. Thì riết rồi công an phường cũng hiểu chuyện, nói thôi bây giờ thầy sư cứ ngồi đó đi, bà thư nữa đó, cứ ngồi đi, ngồi đó hồi nữa về. Thì bà oan trái đến cái mức mà đến cái mức độ đó. Rồi đến khi mà bà chết á,
Nó kỳ lạ một chuyện là bà thỉnh không được chư tăng. Vị thì không có ở chùa, vị thì đã bận chuyện khác rồi. Nói chung là không phải chư tăng trốn bả, không phải chư tăng trốn bả, mà tự nhiên lúc đó chư tăng có công chuyện gì, gì đó đi vắng hết trơn. Bả không tìm được ai hết, gia đình không tìm được ai. Thì nhờ cái phước năm xưa mà bà cũng từng hộ độ chư tăng á, thì tự nhiên là có một vị sư ở dưới quê lên ghé chơi á, thì thỉnh vị đó về nhà tụng kinh. Cho nên là có đôi khi chúng ta mà sống bất thiện nhiều quá đó nha, tới hồi chúng ta cần tìm không ra người giúp. Chứ đừng có ỷ là bây giờ mình quen biết nhiều, quen biết nhiều mà tới hồi nghiệp tới chỗ chư tăng không có mặt ở đó. Như hôm trước sư nói, có nhiều Phật tử nha, cũng là củ sắn củ khoai, sư cũng thương. Sư sẵn sàng nếu mà nửa đêm về sáng mà 2-3 giờ khuya mà kêu thì sư cũng sẵn sàng sư đến. Nếu mà nói là cái người đó đang hấp hối, mong sư đến để mà sư khai thị, để sư giúp cho gia đình con, sư sẵn sàng đi thân thiết. Mà lỡ nghe, lỡ lúc đó sư ở Hà Nội, hoặc sư đi Miến, sư đi Thái là chất quốc luôn. Cho nên chúng ta phải làm thiện và cầu siêu trước cho chính mình, chứ đừng có trông chờ vào người khác. Có khi nghiệp mình không biết đường đâu mà đỡ. Do đó đó, hãy lựa chọn nghề nghiệp mà cái nghề đó, đó chúng ta không phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Không phải vì cái nghề đó mà chúng ta làm tổn hại đến chúng sanh khác. Hãy suy xét cho kỹ. Và đương nhiên thì sư chỉ đề nghị thôi, còn quyết định vẫn ở quý vị. Rồi nếu như trong số quý vị có những ai kinh doanh, thì chúng ta có một số điểm cần lưu ý như thế này. Thứ nhất, trong kinh doanh thì có đôi khi chúng ta sẽ khai trương, ví dụ như là khai trương đầu năm, hoặc là mở một chi nhánh, hoặc là mở một cái cửa hàng mới, thì chúng ta đều có khai trương. Người ta khai trương á, thì coi ngày coi tháng. Nhưng nếu như theo tinh thần Phật giáo, quý vị muốn khai trương một cửa hàng mà thành công á, việc đầu tiên là chúng ta phải giữ bát quan trai giới trong 7 ngày. Muốn thành công trong công việc thì 7 ngày trước ngày khai trương chúng ta cần giữ bát quan trai giới. Rồi trong ngày khai trương đó, sau 7 ngày giữ bát quan trai giới, chúng ta làm phước bố thí cúng dường. Nếu như quý vị có thể thỉnh chư tăng đến để làm phước cúng dường cho tăng thì quá tốt. Nhưng nếu như chúng ta ở khu vực mà không thỉnh được chư tăng á, quý vị có thể chuẩn bị 100 phần quà chẳng hạn, rồi chúng ta nhờ ở bên phường họ phát 100 phiếu quà. Rồi tới đó, cái ngày chúng ta khai trương á, chúng ta phát quà từ thiện. Sau đó, cái bàn gọi là cái bàn thờ, khi mà khai trương chúng ta thường có bàn thờ. Không cần phải mua con heo, không cần phải mua rình rang, mình chỉ thiết kế đơn giản thôi. Mà sau khi chúng ta làm từ thiện xong á, quý vị thắp cây nhang hồi hướng phước đến chư thiên. Cái bài hồi hướng là có trong cái quyển mà phát cho quý vị đó. Chư thiên ngự trên hư không, rồi phước căn tôi đã tạo thành,
Rồi do sự phước báo ba bài đó, quý vị hồi hướng. Rồi nếu có nguyện gì thì nguyện, thí dụ như mong chư thiên và phi nhân ở xung quanh đây hoan hỷ với chúng tôi và hộ độ cho chúng tôi làm ăn được tốt đẹp. Sư thấy một số cửa hàng mà hầu như cửa hàng nào cũng có thờ ông Địa, ông Thần Tài. Thực tế thì đó chỉ là quan niệm dân gian. Cái mà chúng ta nên làm không phải là mỗi ngày ráng thắp cây nhang trong thần tài, mà là mỗi ngày chúng ta nên tìm cơ hội để chúng ta làm phước. Chúng ta nên trích một phần cái lợi nhuận chúng ta làm ăn ấy, để chúng ta tạo phước. Có thể quý vị đi làm từ thiện, hoặc đi ngang một ngôi chùa nào đó gần, quý vị làm phước cúng dường tam bảo, sau đó thắp cây nhang hồi hướng phước đến chư thiên ở chỗ làm, thì khi đó đó chư thiên cũng như phi nhân họ sẽ hoan hỷ và họ hộ độ cho mình. Còn khi mà chúng ta ế ẩm thì chúng ta cũng làm cách tương tự. Riêng nếu như mà chúng ta làm ăn mà nó thất bại thì hãy xét một việc là chúng ta có từng hứa cái gì đó mà chưa làm hay không. Xưa giờ mình có thất hứa hay không? Và ngay bây giờ nè, khi mà công ăn việc làm vẫn chưa thất bại á, thì phải xét nhớ lại coi từ trước tới giờ á, mình có hứa cái gì mà mình chưa làm hay không. Hứa thì tranh thủ làm. Tại vì một trong những nguyên nhân khiến cho một người làm ăn thất bại là hứa mà không làm. Đặc biệt là hứa đối với các vị tu sĩ. Điều này được Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh. Còn nếu như chúng ta hứa mà chúng ta làm thì đó là nguyên nhân giúp cho chúng ta làm ăn thành công. Thành ra đó, muốn làm ăn thành công thì quý vị cũng có thể hứa, nhưng mà hứa thì nhớ làm. Khi đó đó chúng ta sẽ làm ăn rất là thuận lợi. Rồi khi chúng ta đối xử với nhân viên á, thì hãy ráng cư xử một cách công bằng, tránh sự thiên vị. Trong công ty thì nếu chúng ta làm chủ thì sẽ có đứa mình ưng ý, có đứa mình không ưng ý. Có đứa nó tiếp xúc với mình, nói chuyện nhiều, nó thích nịnh bợ, nó khen mình hoài. Còn có đứa nó cứ lầm liền liền nó đi làm. Hãy cư xử công bằng, tránh ba pháp thiên vị là thiên vị vì thích, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, và thiên vị vì thiếu hiểu biết. Bốn pháp thiên vị, khi chúng ta vướng vào bốn pháp thiên vị này á, thì đó là cái nghiệp bất thiện có thể đưa chúng ta xuống các khổ cảnh. Nếu như chúng ta cần phải sa thải nhân viên á, thì hãy nhìn nhận vấn đề một cách công tâm. Ví dụ như không phải tôi ghét anh, không phải tôi có thành kiến với anh, mà do nhu cầu hoạt động của công ty cho nên tôi cần chấm dứt hợp đồng với anh. Hoặc do anh đã vi phạm các cái điều khoản của công ty cho nên là tôi buộc lòng phải chấm dứt hợp đồng với anh. Nghĩa là mình không cư xử dựa trên thích ghét của bản thân, thì như vậy đó chúng ta sẽ ổn. Bên cạnh đó
Nếu như quý vị điều hành một cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ thôi mà chúng ta có nhân viên ấy, thì sư khuyên là chúng ta nên khuyến khích nhân viên giữ giới, thậm chí có thưởng. Nếu như mình gọi là có thể kiểm chứng được thì thậm chí có thưởng. Tại vì sao? Thứ nhất, một người nhân viên giữ giới trong công ty á, bản thân họ là thần tài. Mình thích cúng thần tài thổ địa, nhưng mà cái ông thần tài sống đâu mình không có lo. Là cái người mà giữ giới trong công ty, bản thân họ là ông thần tài. Biết tại sao không? Vì khi một người giữ giới thì chư thiên sẽ hoan hỷ, và khi chư thiên hoan hỷ thì họ sẽ hộ độ. Cho nên trong công ty càng có nhiều người giữ giới là công ty chúng ta càng có nhiều thần tài. Còn cái ông thần tài đó đơn giản chỉ bằng đất thôi. Còn ông thần tài sống kìa, mình thờ được á, là mình ăn nên làm ra. Bên cạnh đó, khi mà nhân viên á, ai cũng giữ giới được hết thì chúng ta đỡ rất nhiều chi phí quản lý hoặc là hao hụt tài chánh. Những công ty khi xưa mà sư làm ở công ty thời trang Levi, gần như tháng nào á, cửa hàng cũng báo mất, là mất trộm mất cắp. Mà cái cách của xử lý của công ty thì cũng thú vị. Đền, mất thì đền, mà đền với 50% giá thành. Thì như vậy nó dẫn đến một chuyện là nhân viên nó cứ lấy thôi, nó lấy nó, tức là nó coi như là nó mua với 50% giá vốn. Nhưng mà như vậy á, nó dẫn đến một chuyện là cái nhân viên ở đó mình không tin tưởng được. Và cái chuyện mất cấp là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tháng nào cửa hàng cũng báo lên bị mất mấy bộ, có khi chục bộ. Cứ vậy làm tới. Mà khi chúng ta khuyến khích nhân viên giữ giới, chúng ta đâu sợ cái đó. Chúng ta không lo cái chuyện là nhân viên họ sẽ ăn chặn ăn bớt. Thậm chí mình cũng không sợ nhân viên họ hưởng hoa hồng nữa. Thí dụ như bây giờ mình kêu nhân viên đi tìm cái chỗ hợp đồng để thuê mặt bằng. Giả sử như hợp đồng đó một tháng là 20 triệu đi. Nó tới nó nói với ông chủ nhà: bây giờ em làm cho công ty, bây giờ sẽ đồng ý là ký hợp đồng một tháng 25 triệu. Thì có gì chuyển khoản qua cho em 3 triệu thôi, ở nhà giữ 2 triệu, ok không? Ok em làm. Thì như vậy tự nhiên công ty mất một tháng 5 triệu. Mà đây sư chỉ ví von, mà sự kiện này là đã có rồi, đã xảy ra rồi. Tự nhiên thằng đó nó làm cứ mỗi tháng nó thu tiền, công ty cứ tháng mất tiền, mình không biết gì hết. Cho nên á, khi chúng ta khuyến khích nhân viên giữ giới, chúng ta không phải lo những cái đó. Công ty của chúng ta tự nhiên được bảo vệ, và mình cũng đỡ phải quản lý, đỡ phải nặng đầu. Chỉ có điều là mấy cái vụ tiệc tùng nhậu nhẹt là mình phải miễn. Nhưng mà bù lại là mình sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho công ty. Hơn nữa, nếu có điều kiện thì nên khuyến khích nhân viên thực hành tứ niệm xứ, tham gia các khóa tu. Để chi? Bởi vì một người nhân viên sau khi thực hành tứ niệm xứ mà về, họ đi làm sẽ có trách nhiệm hơn. Đương nhiên nếu như công việc của họ là một công việc chánh đáng, công ty chúng ta đãi ngộ cũng không tệ, thì hoặc thậm chí tệ hơn đối thủ một chút. Nhưng mà một ông chủ như vậy đó, nhân viên mà có tu tập, họ cũng có sự gắn bó
đến với công ty. Chứ còn một người không có tu tập, hồi xưa sư thấy có một cô cổ dán cái bảng ở trên cái lưng ghế cổ: nếu muốn tìm sự trung thành hãy thuê một con chó. Thì câu đó nó khá sốc. Thực tế thì công ty cũng không yêu cầu trung thành như chó vậy đó, nhưng ít nhất chúng ta cần phải có sự gắn kết một mức độ nào đó, cần có cái sự gắn bó với công ty. Nhưng mà khi mà giữa nhân chủ và nhân viên không có tiếng nói chung thì chúng ta sẽ dễ có những cái xích mích như vậy. Thành ra nếu được thì khuyến khích nhân viên nên đi tu tập tứ niệm xứ. Rồi ở trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt, Đức Phật còn hướng dẫn là với người chủ thì nên thỉnh thoảng cho nhân viên mình nghỉ ngơi. Rồi người chủ khi mà mình có được cái lợi nhuận thì nên chia sẻ cho nhân viên của mình. Thí dụ như mình có được một cái hợp đồng làm ăn, hoặc tháng này mình thu nhập nó tốt, thì nên dành một phần để thưởng cho nhân viên của mình. Đó là lời đề nghị của Đức Phật. Còn đối với nhân viên thì lời khuyên đầu tiên, nếu quý vị làm nhân viên mình có ông chủ, thì lời khuyên đầu tiên của sư vẫn là nên giữ giới. Dù cho cái việc chúng ta giữ giới nó làm cho chúng ta khó thăng tiến trong công việc, nhưng mà thà mình làm lương thấp mà tâm nó bình an hơn là làm lương cao mà tội lỗi. Như sư phân tích ngay từ đầu, nếu như chúng ta vì chuyện thăng tiến, vì cái lương mà chúng ta phá giới, không giữ giới, thì cái đồng tiền đó đem về, xin thưa nó chỉ mang họa thôi, chứ nó không có đem lại phước đâu. Hơn nữa chúng ta là người đệ tử của Phật, chúng ta nên tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta hãy sống thiện, giữ giới, thỉnh thoảng có bố thí, có tu thiền. Thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ không tệ nhờ phước. Khi chúng ta sống nhờ phước thì chúng ta không lo gì cả. Còn chúng ta sống mà vì những cái mánh khóe thì cái quả báo nó sẽ chực chờ chúng ta. Quý vị biết là có những người họ đi làm, người ta cố gắng dữ lắm, 10 phần thì người ta mới có cái công ăn việc làm. Nhưng mà có người họ đi làm, họ đi như đi chơi vậy đó. Hồi xưa sư đi làm, sư cũng thấy có một số người đi làm như đi chơi vậy đó. Vậy đó mà thu nhập của họ vẫn rất là cao, họ sống rất thoải mái. Do đâu vậy? Do phước. Nhờ phước quá khứ mà đời này đó, mặc dù họ không làm chủ, nhưng mà công ăn việc làm đối với họ rất dễ dàng, rất thoải mái, và thậm chí là thu nhập cao nữa. Mà mình muốn như vậy thì mình phải có phước. Mà phước ở đâu ra? Phước từ bây giờ. Hồi xưa mình không làm, không tạo phước, cho nên đời này mình mới cực khổ để mình kiếm tiền. Hiểu như vậy, đời này chúng ta phải ráng tạo phước, để tốt nhất là ngay trong đời này chúng ta có sự thay đổi. Mà nếu như đời này phước chưa kịp trổ thì đời sau chúng ta cũng sống thoải mái hơn. Và với những ai mà đang đi làm mà có một cuộc sống thoải mái, hãy hiểu rằng đó là nhờ phước quá khứ. Chính vì như vậy, đời này chúng ta phải nỗ lực làm phước. Cái phước mà sư nói, phước đầu tiên chính là phước của việc giữ giới. Nhớ, sư luôn luôn nhắc nhở năm giới cư sĩ tại gia, ráng giữ giới.
giới mà quý vị giữ được á, chúng ta được nhiều lợi ích lắm quý vị. À, xét về gia đình á, thì cũng lại một lần nữa, trong gia đình với nhau thì cũng phải nên giữ giới. Đó là điều chắc chắn. Đặc biệt nếu như chúng ta có con, chúng ta phải làm gương cho con. Và đứa con á, bây giờ nó thông minh lắm, nó nhìn cha mẹ nó như thế nào nó học theo. Thành ra mình đừng có kêu nó là con không được nói dối, mà cha mẹ mình cứ thỉnh thoảng mình mở miệng nói dốc thì con nó sẽ học theo. Rồi mình muốn con á, nó nói năng nhẹ nhàng, nói năng gọi là nhu nhuyến, dễ nghe, thì mình cũng phải tập như vậy. Sư thấy một số gia đình con bắt đầu tập nói, tập nó chữ thề trước, hoặc là đi gặp những cái nhà hàng xóm, hàng xóm tập nó chữ thề. Mà mỗi lần nó chữ thề á, là người ta vỗ tay, người ta cười. Con nít nó chưa biết gì đâu, nó thấy mình khuyến khích như vậy là nó cứ vậy nó làm tới thôi. Cho nên là chúng ta là những bậc cha mẹ, chúng ta phải làm gương. Rồi ở trong gia đình đương nhiên là sẽ có những lúc vui buồn, không phải lúc nào nó cũng êm thấm. Thì chúng ta nên nhớ năm pháp, gọi là năm pháp mở miệng của bậc trí. Cái này á, là cả nam lẫn nữ đều cần phải nhớ, mà đặc biệt là phụ nữ thì cần phải nhớ nhiều hơn. Cái thứ nhất chính là mình chỉ nói cái gì đúng sự thật, cái gì sai sự thật thì đừng có nói. Cái thứ hai á, là chỉ nói những gì có lợi ích. Có những việc á, nó đúng sự thật mà nó không có lợi ích, nó nhảm nhí, nó gây xung đột trong gia đình thì đừng nói. Có những sự thật mà mình lỡ mình đã giấu kín rồi đó, mà bây giờ mình biết mình nói ra thì nó chỉ làm cho gia đình xào xáo thôi, thì thôi đừng nói. Đương nhiên trừ cái chuyện là mình lỡ ngoại tình nhé. Lỡ ngoại tình thì mình sư vẫn thành thật khuyên là mình nên thú tội trước bình minh. Còn ngoài ra đó, cái gì mà có sự thật, đúng sự thật mà có lợi ích thì chúng ta mới nói. Còn đúng, có đúng sự thật mà không có lợi ích thì không nên nói. Cái thứ ba là đúng thời điểm. Người ta nói là nóng mất ngon mà giận mất khôn. Nhiều khi ấy, nóng quá chúng ta mở miệng chúng ta nói mà không biết là có đúng lúc hay không. Nhiều khi người ta không có muốn nghe, thời điểm đó người ta nghe không vô thì mình giữ im lặng. Chồng vợ thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời nào khê. Mà thường là chúng ta quên cái vụ này nha. Một người nóng là người kia nóng luôn. Thường gặp nhất là ông chồng đi nhậu về, bà vợ cằn nhằn. Thì đúng là đúng sự thật đó, thì bà vợ nói cũng muốn tốt cho chồng thôi, nhưng mà không đúng thời điểm. Ông chồng ổng lè nhè, ổng đi về, ổng mệt lắm, ổng chỉ muốn ngủ thôi. Bà vợ bà cứ lải nhải riết bên tai, ổng chịu sao nổi. Hoặc đang nóng mà ông chồng ổng đang nóng mà bà vợ bà thấp, ông dám, ông quánh tôi đi, quánh thử cho coi. Thì có phải là mình đang gợi đòn không? Muốn ăn đòn. Cho nên á, có những việc chúng ta phải xem coi là nó có đúng thời điểm hay không. Mình phải lựa lúc mình nói. Nhất là đàn ông á, có những cái mình không dám nói,
thì đừng lựa lúc rượu vào mà mình nói. Lời nói bình thường mình đã không có giá trị rồi mà mình mượn cái rượu để mình nói đó, nó chỉ làm cho gia đình thêm tồi tệ. Đặc biệt á, nếu như chúng ta có con cái, cái hình ảnh mà một người, một phụ huynh, một người cha, người mẹ mà say xỉn trước mặt con á, nó tệ dữ lắm. Và nó sẽ làm cho đứa nhỏ sau này mà có gặp cái việc gì là nó sẽ có khuynh hướng uống, nó mượn các chất kích thích để nó giải quyết. Hơn nữa khi người cha, người mẹ mà say rượu trước mặt con, lời nói họ không có giá trị. Lúc đó bà mẹ có thể nói: "Ôi cha mày ổng xỉn, mày đừng nghe, mày đi ngủ đi." Hoặc là nó sẽ thấy: "Ồ thôi cha, ba má đang xỉn, tôi kệ, nhịn qua chứ." Thì như vậy đó, lời nói của mình nó sẽ dần mất giá trị trong mắt của con. Rồi cái thứ tư là mình nói có suy xét, tức là lời nói của mình biết suy nghĩ. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người ta nói uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Có những câu nói mặc dù là mình nói nó đúng, nhưng mà nó gọi là nói mà nó cứ chọt ở trong óc á. Người ta nói sóc óc, nói chọt, thì nó cũng không nên. Lời nói có suy xét ở đây không phải là mình cứ nói ngọt ngào, không phải. Có khi mình cần nói nhẹ nhàng, nhưng cũng có khi mình cần nói chuyện nghiêm khắc. Thí dụ như vậy con, có khi mình cần nói nhẹ nhàng với nó, nhưng cũng có khi mình cần nói nghiêm khắc với nó. Vợ chồng, cha mẹ với nhau, người trong gia đình cũng vậy. Tùy lúc, nhưng mà mình nói thì mình phải biết lựa lời. Có những lời nói một khi đã thốt ra rồi không hốt lại được. Đôi khi chúng ta cũng phải giữ gìn cái thể diện tối thiểu cho người nghe. Nếu mình nói riết là họ không còn một chút thể diện gì hết thì đó là một sự tổn thương. Và điều thứ năm, đây là điều hết sức quan trọng. Chúng ta nói bằng từ tâm hay nói bằng sân tâm? Đây là cái mà chúng ta cần phải quán tâm của mình đấy. Nhìn lại tâm của mình là mình chuẩn bị nói bằng tâm gì. Nếu như mình chuẩn bị nói bằng tâm sân thì hãy ngưng ngay và nhìn vào tâm sân của mình, giải quyết nó ngay. Chỉ khi nào mình mở miệng, mình nói được bằng từ tâm thì khi đó hẳn nói. Nhiều người lý luận là tôi thương anh tôi mới nói, tôi thương em tôi mới nói, tôi thương con tôi mới nói. Nhưng thực tế mình nói bằng cái sân tâm, mình không nói bằng từ tâm. Cái điều cuối cùng này là một điều quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mỗi lần mở miệng ra là hãy suy xét mình đang nói bằng tâm gì. Có một lần sư gặp một vị sa di. Vị này rất là hỗn hào sắc sược, nhưng mà mỗi lần mà sư muốn mở miệng ra là phát hiện cái tâm sân nó xuất hiện, thành ra im lặng không nói. Mình không nói là bởi vì cái tâm sân của mình chưa giải quyết được. Và cứ như vậy suốt một tuần, mỗi lần muốn mở miệng ra là tâm sân nó trào lên, là giữ im lặng. Cho tới khi nào mở miệng ra, cho tới một tuần sau sư mở miệng ra, sư có thể nói một cách bình thản bằng từ tâm mà không phải bằng sân tâm, thì khi đó sư mới mở miệng sư nói. Mà nhớ, mình vừa phải theo dõi liên tục tâm của mình. Bây giờ nè, có từ tâm,
là vừa há miệng một cái, nói một câu hai câu, sân tâm bắt đầu nó lên, cái sân bắt đầu nó lên thì im lặng. Cái vấn đề là chúng ta giải quyết tâm sân của mình nó quan trọng hơn là mình giải quyết vấn đề. Mình phải giải quyết tâm sân của mình trước khi mình giải quyết vấn đề, thì như vậy đó gia đình mình mới yên ổn được. Và một lời khuyên nữa của sư là chúng ta nên dành nhiều thời gian cho con của mình, hoặc là nên dành nhiều thời gian cho cha mẹ của mình. Trước hết là dành nhiều thời gian cho con. Thời buổi bây giờ các cái độc hại nó nhiều lắm. Những người bạn độc hại, những môi trường độc hại, rồi những áp lực độc hại nó nhiều lắm. Nếu như con của mình học dở, hãy xem coi nó học dở là do nó lười, hay nó học dở là do cái bản gọi là cái khả năng của nó chỉ có giới hạn thôi. Hãy cho con mình được là một người bình thường, đừng có ép nó quá, và cũng đừng có lo kiếm tiền quá. Sư biết một gia đình, ông cha tối ngày lo kiếm tiền, bà mẹ cũng lo tối ngày đi kiếm tiền. Bao nhiêu tiền là đổ cho con nó đi học thêm, nào đóng tiền trường, nào đóng tiền học thêm. Gia đình không khá giả, cho nên muốn cho con học mà bằng bạn bằng bè là cha mẹ nó phải cố dữ lắm. Mà cố cho đã rồi đó, bây giờ nó bỏ nhà nó đi. Tại sao vậy? Bởi vì nó không thấy được tình thương và sự quan tâm trong gia đình. Nó cảm thấy gia đình là một sự tù túng, một sự trói buộc đó. Hễ đụng chuyện là nói tao lo đi làm kiếm tiền để cho mày đi học, cứ vậy không à. Thì thằng nhỏ nó bỏ nhà ra đi, và cho tới bây giờ vẫn chưa biết là nó đi đâu. Mà quý vị biết là một cái bạn trẻ mà chưa trải sự đời mà đi ra ngoài á, nó nguy hiểm biết là bao nhiêu. Ở nhà đó ba mẹ nuôi á, mười mấy năm chưa chắc nó biết ơn. Mà ra đường á, người ta cho nó một tô phở á, là nó biết ơn lắm á. Mà khi người ta đem nó về nuôi một hai bữa, rồi người ta nói thôi bây giờ làm cái này cho anh đi, làm cái kia cho anh đi, là nó làm liền đó. Thời buổi bây giờ người ta rất dễ đưa người khác vào con đường xa ngã. Thành ra đó, hãy dành thời gian nhiều hơn cho con của mình. Thậm chí mình có thể chấp nhận cho con mình học dở một tí. Cần thiết cho anh học bổ túc văn hóa cũng không sao. Tại vì học bổ túc văn hóa vẫn thi đại học được. Và xin thưa, ngay cả cái bằng đại học cũng chưa chắc đã quyết định được nó sẽ có công ăn việc làm. Không tin thì đi, quý vị đọc báo cũng thấy rồi. Rất nhiều, phải nói là hơn 50% tài xế taxi công nghệ Grab, chạy Grab hai bánh có bằng tốt nghiệp đại học. Nghĩa là thi học đại học cho đã rồi đó, ra lái taxi, lái xe Grab. Sư không có coi thường cái việc lái xe Grab, nhưng mà rõ ràng đó là công việc thuộc tay chân. Và thật sự là nếu như mình biết là sau này mình sẽ lái xe Grab á, mình không cần phải dành nhiều áp lực cho việc học rồi thi đại học, ráng 3 năm, 4 năm học đại học, lấy cái bằng đại học xong ra lái xe, uổng thời gian. Cho nên á, hãy dành thời gian nhiều cho con, đừng có thúc nó quá. Và đương nhiên mình phải biết khả năng của con,
con lười là con không nên. Ba má không có ép, con khuyến khích con học, không nên có quá nhiều áp lực, nhưng mà con không có nên lười. Lười nó là một cái lỗi, còn dở nó chỉ nằm ở cái khả năng thôi. Còn nếu như nhà mà có một cái đứa mà nó học khá giỏi thì cũng nên quan tâm. Bởi vì cái môi trường giáo dục bây giờ dùng cái từ độc hại thì nó hơi kỳ, chứ còn người ta rất chú trọng cái gọi là thành tích. Cho nên ép con em mình học dữ lắm. Mà một đứa học khá giỏi thì nó phải chịu rất nhiều áp lực từ việc học. Hãy để ý đến trạng thái tinh thần của nó. Nó cần sự quan tâm nhiều hơn là nó cần những cái đồng tiền mình cho nó. Nó cần quan tâm nhiều hơn. Một bạn trẻ khi lớn lên rất cần sự quan tâm của cha mẹ. Và sự chân thành. Đừng có cố kiếm tiền để làm một đám tang rình rang cho con. Cái này xin nói thiệt đó. Đừng cố kiếm tiền để làm một đám tang rình rang cho con. Tới hồi nó xảy ra chuyện rồi đó, muộn. Xin nói thiệt là muộn. Nhà có con, xin thưa về để ý nó hơn. Thà đó mình bớt kiếm tiền một tí mà mình còn có thời gian mình lo lắng chăm sóc cho nó nha. Và đương nhiên là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nên đôi khi chúng ta cũng cần phải hiểu thôi, mỗi người có nghiệp của mình. Mình có nghiệp của mình, ông chồng có nghiệp ông chồng, bà vợ có nghiệp bà vợ, con nó có nghiệp đứa con, ba có nghiệp của ba, má có nghiệp của má. Mình thương thì mình giúp, nhưng mà tới một chừng mực nào đó thì mình cũng hiểu mỗi người có nghiệp của mình. Từ đó mà mình bớt nặng lòng. Nhiều người khổ, khổ tại vì ông chồng ổng nhậu nhẹt hoài, ổng đi sớm về muộn, hoặc ông chồng có cái tội mê gái, nói hoài không bỏ. Thì mình cũng hiểu thôi, kệ, ổng có nghiệp của ổng, mình có nghiệp của mình. Mà đôi khi tiên trách kỹ mà hậu trách nhân. Đôi khi trách mình sao mà mình ái luyến chi dữ vậy. Cái này là do nghiệp ái. Lấy một cái anh chồng mà ổng tệ, hết sức tệ mà bỏ thì mình không chịu bỏ. Đừng có nói là thôi tôi trả nghiệp nghe. Thiệt lòng với mình đi, là cái đó do nghiệp hay là do mình ái luyến? Nhiều khi do mình ái luyến. Thời buổi bây giờ á, hiếm trường hợp mà gọi là cha mẹ giới thiệu mai mối lắm. Đa phần nam nữ đến với nhau tự nguyện. Tại sao hồi xưa mình tới với ổng? Có phải do ái luyến không? Cho nên đôi khi kẹt quá thì thôi, nghĩ thôi mình có nghiệp của mình, ổng có nghiệp của ổng. Mà tại sao mình cứ lấy ổng hoài, giờ chi chịu bỏ? Thôi chắc tại mình ngu. Rồi còn nếu như mình lấy phải một bà vợ á, mà không ra gì, hoặc là cũng có tật xấu. Đôi khi cái tật xấu này nó cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ mỗi tội nhức đầu thôi. Thí dụ như cái tội cằn nhằn. Cằn nhằn hoài, một chuyện mà nói tới nói lui không bao giờ biết mỏi miệng, cứ nói hoài, nói hoài, nói hoài. Thì mình cứ niệm thôi, mình có nghiệp của mình, bả có nghiệp của bả. Thì như vậy là mình khỏe. Còn mình á, cứ buồn phiền, thật sự mà nó không giải quyết được vấn đề nha. Nó chỉ có hai cách thôi. Một, chịu không được thì bỏ. Còn không á, thì cắn răng. Tức là mình cũng biết thôi, mình có nghiệp của mình, mà họ có nghiệp của họ. Thì như vậy á, nó đỡ khổ.
Còn nếu như chúng ta sống với cha mẹ, phải nói là xin chúc mừng những ai còn cha mẹ, để rằm này còn thắm đóa hoa tươi. Vu Lan mà chúng ta có được một bông hồng trên áo là phải nói chúng ta hạnh phúc. Nhiều người khi họ mất cha mất mẹ rồi đó, họ mới biết là họ đã mất cả một bầu trời. Mà khi có cha có mẹ đôi khi mình không để ý tới. Nếu còn cha còn mẹ, hãy để ý coi cái lần cuối cùng mà cha mẹ mình ngủ ngon là hồi nào. Quý vị biết là một cái câu hỏi mà dành cho những người lớn tuổi ấy, là dạo này ngủ có ngon không? Chúng ta quan tâm nhiều lắm mà ít khi nào chúng ta để ý coi là ba mẹ mình tối có trằn trọc, có mất ngủ không? Chúng ta cho một đống thuốc bổ, con cái thương cha mẹ, nhiều khi mình không có thời gian, mình cho một đống thuốc bổ. Nhưng cái thuốc bổ nhất á, chính là sự quan tâm của mình. Không cần quan tâm nhiều lắm. Tối trước khi ba mẹ mình đi ngủ, tới bóp chân. Xin nói thiệt, tối mình chỉ cần tới mình bóp chân thôi. Hứa ba mẹ không cần thuốc ngủ, ngủ ngon. Hãy về để ý coi ba mẹ của mình lần cuối cùng ngủ ngon là hồi nào. Dạo này ba mẹ có mất ngủ hay không? Cái sự quan tâm nó hơn gấp nhiều lần thuốc bổ. Cái bệnh của người Việt Nam mình là các cụ già là lúc nào cũng kè kè một đống thuốc. Mà cái thuốc chữa bệnh á thì ít, mà thuốc bổ là nhiều. Thì hãy để ý, đừng có để tới hồi mà ba mẹ mình nằm xuống rồi đó, mình không còn cơ hội nữa thì nó uổng lắm. Rồi đương nhiên á, là mình cũng để ý lại coi là mình có dành cái tình thương của mình cho cha mẹ một cách nó đầy đủ hay chưa. Nó khổ nhất là khi con còn nhỏ thì con ăn đồ ngon, cha mẹ ăn đồ thừa. Tới hồi mà con lớn rồi đó thì con cũng ăn đồ ngon, cha mẹ ăn đồ thừa. Để ý kỹ, mình có quan tâm đến cha mẹ, mình đặt cha mẹ mình lên trên hết chưa? Có đôi khi mình có vợ có chồng rồi đó, mình thương vợ thương chồng mình hơn là thương cha thương mẹ. Mà xin thưa với quý vị, nếu như một ngày nào đó, nếu như cha mẹ mình còn sống nha, một ngày nào đó mà mình rơi vào cái cảnh thân bại danh liệt, mà mình nằm một chỗ, mình ở một chỗ, cái người mà đi với mình tới cuối cuộc đời của mình á, chưa chắc đã là người bạn đời của mình đâu. Tại vì tình yêu vợ chồng nam nữ tới một lúc nào đó nó nguội ha. Mà cái người đi đến cuối với mình á, là cha mẹ mình. Nếu mà cha mẹ còn sống, sư biết một trường hợp mà đứa con 60 tuổi nằm một chỗ, bà mẹ già đó 70 mấy 80 tuổi lo cho đứa con. Tức là một cụ già lo cho một cụ chưa già mấy. Cái người mà ở với mình tới cuối, xin nói thiệt, ở với mình tới cuối là cha mẹ mình đó. Chứ còn vợ chồng thì yêu thương nhau đó nhất thời thôi, chứ còn có ở với nhau tới cả đời hay không, có nó chưa chắc. Thành ra hay để ý với cha mẹ mình hơn. Cái việc mà báo hiếu thì nó có 3 cấp bậc. Sư đã nói rồi. Cấp bậc đầu tiên là mình lo cho cha mẹ cái miếng ăn, giấc ngủ, lo về mặt tình cảm, lo về mặt vật chất.
thì xin thưa đó chỉ là báo hiếu bậc hạ thôi. Là cái kiểu sư nói nãy giờ á, về coi coi ba mẹ có ngủ ngon không, chăm lo cho đời sống của ba mẹ, rồi mình cũng để ưu tiên vật chất cha mẹ mình lên đầu, thì cũng chỉ là báo hiếu bậc hạ thôi. Báo hiếu bậc trung là hãy ngó xem cha mẹ mình có bố thí hay không. Có điều kiện thì nên tạo điều kiện cho cha mẹ mình đi bố thí cúng dường. Ông bà cụ bây giờ già rồi không làm gì, thôi để ông bà cụ đi làm từ thiện, đi chùa, đi bố thí cúng dường. Có những người một đời không tin trời Phật, không tin gì hết, nhưng mà tới hồi già đó tự nhiên có niềm tin. Cho nên mình có thể tạo điều kiện cho cha mẹ mình đi đến chùa, để cha mẹ mình có niềm tin nơi Tam Bảo. Đương nhiên là kiếm ngôi chùa nào mà nó đàng hoàng, rồi mình đưa cha mẹ mình thỉnh thoảng đi tới chùa ngày rằm ngày lễ chẳng hạn. Rồi có thể mình dúi cho cha mẹ mình vài đồng, để cha mẹ mình có tiền bố thí cúng dường Tam Bảo. Đó là cách chúng ta báo hiếu cha mẹ. Rồi nếu như mà cha mẹ mình chưa có biết giữ giới, sống kiểu như ông bà hồi xưa, thì mình ráng làm sao đó khuyến khích, rồi thậm chí mình năn nỉ cũng được, mình làm cách gì đi đó để cha mẹ mình có thể giữ giới. Rồi khi mà cha mẹ mình chưa hiểu đạo á, mình có thể mình kiếm những cái bài pháp, những cái bài kinh mà nó hay, mình mở cho ba mẹ mình nghe, tạo điều kiện cho ba mẹ mình phát triển chánh kiến. Thì xin thưa đó là cách báo hiếu bậc trung. Bởi vì báo hiếu bậc một, bậc hạ đó, thì chúng ta chỉ lo sự hạnh phúc đói no của cha mẹ trong đời này thôi. Nhưng báo hiếu bậc trung thì chúng ta có thể lo cho cha mẹ đến đời sau kiếp khác được sanh thiên, được đi về cõi trời. Còn nếu như báo hiếu bậc thượng thì chúng ta nên thu xếp để xuất gia. Tại vì muốn báo hiếu bậc thượng thì chúng ta phải xuất gia tu học. Rồi sau khi chúng ta chứng đắc đạo quả thì chúng ta có thể quay về để nuôi dưỡng và có thể giúp cho cha mẹ cũng chứng đắc được đạo quả. Như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bỏ nhà ra đi, rồi Ngài chứng đắc thánh đạo thánh quả suốt để coi gần 45 năm. Gần 45 năm Ngài chưa về nhà một lần. Mẹ Ngài thương Ngài lắm. Cái phòng mà Ngài ở, mỗi ngày bà đều cho người quét dọn sạch sẽ. Hồi Ngài đi cái phòng như thế nào, suốt 45 năm chưa hề khác đi một chút, vẫn sạch. Tới cái khi mà Ngài gần viên tịch, Ngài về, Ngài lúc đó Ngài mới biết là bây giờ là đến lúc tế độ cho mẹ của mình rồi. Và Ngài đi về, thì khi mà bà nghe tin Ngài về á, bà chỉ nghĩ đơn giản là chắc có lẽ là tu hành mệt mỏi rồi cho nên là muốn về. Thành ra là bà đi về, bà cho gia nhân chuẩn bị hết. Bà hỏi là bây giờ Ngài về một mình hay sao, thì gia nhân báo là cậu chủ về với 500 vị tỷ kheo. Bà sắp xếp hết 500 chỗ ở cho 500 vị tỷ kheo, và bà lo cho Ngài cái chỗ mà cái phòng năm xưa mà Ngài ở. Thì đêm đó đó Ngài bị kiết lỵ, và được mô tả là đem cái chậu không vô
là đem cái chậu máu ra. Ngài bị kiết lỵ như vậy cả đêm, mà cả đêm bà mẹ lo cho ngài lắm, mà bà thấy ánh sáng càng ngày càng sáng, lúc thì sáng, rồi có khi sau đó thì lại sáng hơn, rồi cho đến sau cùng là còn sáng, sáng chói. Thì tới sáng bà mới đến bà hỏi ngài Xá Lợi Phất là hồi đêm ở trong phòng của con sao có chuyện gì mà nó sáng dữ vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói là thưa mẹ, là hồi đầu hôm á, là Tứ Thiên Vương á, xuống đảnh lễ con. Thì bà nghĩ là con mình phải là một người ghê gớm đại tài, thì Tứ Thiên Vương mới xuống đảnh lễ con của mình. Bà rất hoan hỷ. Rồi bà lại hỏi như vậy giữa hôm á, mẹ thấy ánh sáng còn sáng hơn nữa. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói là hồi giữa hôm á, là vua trời Đế Thích xuống đảnh lễ con. Thì bà mẹ lại rất hoan hỷ. Rồi bà hỏi là cái canh cuối là bà là mẹ thấy sáng rực cả một vùng á, là ai vậy con? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là canh cuối là Phạm Thiên xuống đảnh lễ con. Thì bà mẹ bà mới hết hồn, bà nói mình là Bà La Môn, mình thờ Phạm Thiên, mà bây giờ Phạm Thiên mà phải xuống đảnh lễ con mình á, là con mình còn hơn cái ông mình thờ nữa. Thì bà mới rất là hoan hỷ, bà nói như vậy thì con phải là một cái gì đó đặc biệt lắm thì con mới để Đại Phạm Thiên đảnh lễ con. Thì ngài Xá Lợi Phất nói con chưa là gì, Đức Thế Tôn mới là bậc vĩ đại, ngài là thầy của con. Thì lúc bấy giờ bà mới có niềm tin nơi Tam Bảo, chứ còn trước đó bà ghét lắm, bà ghét Phật, phải dùng cái từ là căm thù á. Đẻ được 7 người ngài Xá Lợi Phất, 3 người thêm 3 người em trai, 3 người em gái, 7 người đều đi xuất gia hết. Bà hận lắm, tại vì mình đẻ bao nhiêu đứa là theo Phật hết trơn à. Thành ra bà hận. Thì ngài Xá Lợi Phất biết nếu như mà mình không độ mẹ của mình á, là bà sẽ đi địa ngục. Cho nên là vào cái kiếp chót, vào cái đêm chót trước khi ngài viên tịch, thì bà ngài về ngài độ mẹ của mình. Nhờ như vậy đó bà chứng được sơ quả. Nói như vậy để quý vị thấy là nếu như mà mình thật sự mình thương cha mẹ của mình thì mình cần phải xuất gia để mình tu hành tinh tấn, chứng đắc đạo quả, sau đó độ cho cha mẹ của mình. Đương nhiên là nếu như mà gia đình chỉ có một mẹ một con thì quý vị muốn ở tại gia mà thờ phụng cha mẹ thì cũng được. Nhưng mà tại gia thì ráng tu hành tinh tấn và giữ giới. Sư nhớ là trong một kiếp Bồ Tát nuôi mẹ, thì Bồ Tát đi làm kiếm tiền chỉ vừa đủ để nuôi mẹ mình thôi. Và mục đích của ngài kiếm tiền là để nuôi mẹ chứ không phải là để hưởng thụ. Thành ra chúng ta hãy nghĩ về cha mẹ mình mà có cách trả ơn, đền ơn một cách phù hợp. Đương nhiên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, gia đình nào mà người cha bất xứng hoặc người mẹ bất xứng thì thôi, sư không có ép. Cái kiểu mà mình, cái người cha, người mẹ mà năm xưa đã làm những cái chuyện mà nó bất xứng, rồi bây giờ bắt mình phải trả hiếu thì nó kỳ quá. Thì thôi, lỡ vậy thì thôi, thì mình cũng lo tu nha. Bởi vì mình không chỉ có người cha, người mẹ của đời này, mà mình còn có người cha, người mẹ của rất nhiều kiếp trước. Cho nên mình hãy ráng nỗ lực mình tu tập. Một, trước là cho mình, hai là cho gia đình quyến thuộc của mình. Và cuối cùng là về cái chuyện tình duyên.
Sư biết trong khóa này có nhiều bạn vướng cái vụ này lắm. Có nhiều bạn đường tình duyên thì lận đận. Thì nói như thế này nè. Thứ nhất là do cái nghiệp quá khứ. Do quá khứ mình kém giữ giới, cho nên ở đời này đường tình duyên của mình trắc trở. Mà bây giờ cái nghiệp là của quá khứ rồi. Thứ nhất mình biết là để mình tránh cái sự bất bình. Tại vì mình biết hồi xưa mình làm, bây giờ mình phải chịu. Mà cái quan trọng là bây giờ mình làm cái gì để nó cải thiện. Xin thưa thì sư cũng ráng sư dò trong kinh tạng, dò dùm quý vị là những cái vụ mà tình duyên lận đận ở trong kinh tạng được giải quyết như thế nào. Mà bây giờ nói ra thì nó kỳ, chứ còn trong kinh tạng những việc người mà tình duyên lận đận đều xuất gia hết trơn. Có vụ là một người là cưới, cứ lấy chồng là chồng bỏ, không có làm cái gì hết trơn á, rất là yêu thương hết mực, làm đủ mọi phận sự của người vợ mà cứ lấy chồng là chồng bỏ. Mấy vụ như vậy cho đến cuối cùng á, ông cha đó, ông cha ruột á, nói là thôi bây giờ á, sáng sớm bắt đại thằng đi. Nhà giàu mà, không cần nó đi làm, chỉ cần nó làm chồng thôi, không cần nó đi làm. Thì sáng thì cái người đầu tiên đi ngang qua nhà là cái anh ăn xin. Thôi bắt nó luôn, cho nó tắm rửa sạch sẽ đó. Thôi bây giờ coi như là chuột chui hũ nếp rồi nha. Tiền bạc là khỏi lo, nó có quần áo đồ là đẹp đẽ, giờ chỉ cần làm chồng cho con bố thôi. Thì quý vị biết là sau hôn lễ, cái anh chồng ăn xin á, ảnh tới anh hỏi người cha: cha, cái gậy với cái bị hôm bữa cha để ở đâu rồi? Ông cha nói: cái gì vậy con? Bộ không lẽ cái đứa con gái của cha nó hư thân mất nết hay nó như thế nào mà tại sao mà như vậy mà con bây giờ con đi tìm lại, con đi ăn xin nữa thôi con? Thì anh em mới nói là: dạ thưa cha, con thiệt tình là con không tìm ra khuyết điểm nào hết nha. Cái cô vợ là cổ vẹn toàn, cổ không có khuyết điểm nào hết, mà không hiểu làm sao con không ở được với bà. Con chịu không nổi, con thà con đi ăn xin sướng hơn. Thì cô này cổ cũng buồn quá, chắc có lẽ là cổ còn trầm cảm hơn quý vị ở đây. Cổ buồn quá, nói thôi bây giờ lấy chồng cứ lận đận vậy, thôi chắc con đi tu thôi chứ giờ con làm sao giờ. Và thế là nàng đi tu. Thì cái nhân duyên mà nàng bị như vậy, hồi xưa nàng là một chàng chứ không phải là nàng. Nàng là một chàng, mà cái chàng này á phạm cái giới tà dâm, cho nên sanh làm người nữ. Mà khi sanh làm người nữ như vậy á thì lại sống cái kiếp vợ lẽ, làm vợ bé cho người ta. Mà khi làm vợ bé thì bà này bả lại muốn xoán ngôi chính thất để bả đi lên. Thành ra là bả dùng kế rồi bả làm này nọ kia cho ông chồng, ông đuổi bà lớn đi để bả lên bả làm chánh thất. Và chính vì cái nghiệp như vậy đó, cho nên đời này là cứ lấy chồng là chồng bỏ. Và cuối cùng là bà đi xuất gia, và sau này bà chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi một trường hợp nữa là đệ tử của bà Upalawana. Thì khi bà lấy chồng á, thì một hôm bà, khi mà bà mang thai bà đẻ ra đứa con. Thì trong cái lúc mà ở cử thì không thể gần gũi chồng được, thì bà phát hiện một chuyện động trời là ông chồng ổng lại đi ăn nằm với mẹ của bà.
Bà tức quá, bà mới bỏ con lại, bà đi qua xứ khác. Thì khi bà đi qua xứ khác như vậy á, thì bà lấy một anh chồng là thương buôn. Khi bà lấy anh chồng thương buôn á, thì một hôm thì anh chồng thì ảnh cũng đi, ảnh đi làm ăn, ảnh đi buôn mà. Tới hồi đi buôn á, ảnh mới dắt một cô về làm vợ bé. Mà cái cô dắt về làm vợ bé lại là con của bà. Bà coi như là bà rụng rời luôn, là hồi xưa mình lấy chồng là chồng ngủ với mẹ của mình, mà bây giờ mình lấy thằng chồng này, thằng chồng này ngủ với con của mình. Bà rụng rời, bà chịu hết nổi, bà đi tu. Rồi có những cái vụ mà cũng tương tự như vậy, thì cái kết quả cuối cùng thì đều đi tu hết. Cho nên bây giờ quý vị hỏi sư muốn khuyên thì sư khuyên sao giờ? À, không để giờ ế quá tôi vô chùa đi. Mà nó lạ một chuyện như vậy nè. Sư không biết là mấy cô tu nữ như thế nào nha, mà bên mấy ông sư á, là nếu như tu hành đàng hoàng, tu hành đàng hoàng, còn tu hành cà chớn sư không tính. Tu hành đàng hoàng là thế nào cũng trải qua một vài cái ải mỹ nhân. Cho nên nếu mà đàn ông mà ế quá thì cứ đi tu đi. Cái đó mình tu đàng hoàng là thế nào cũng có bà ráng bà rước mình về, yên tâm cái vụ đó. Tuy nhiên nếu như mà quý vị ở đời thì tình duyên lận đận mà vô chùa cũng không ham, cái gì cũng không chịu hết trơn á, thì sư có một lời khuyên là ráng giữ bát quan trai giới. Người ta giữ năm giới thì mình ráng giữ bát quan trai giới, thì nó có cơ hội thay đổi cái nghiệp của mình. Nếu như đời này mà mình chưa gặp thì mình cũng sẽ có được một cái mối tốt ở đời sau. Do đời này cái nghiệp mình nặng quá, hồi trước mình chắc cũng làm trận làm thượng sao đó, thì đời này mình mới khổ như vậy. Thì thôi, nếu mà đời này không khắc phục được thì qua đời sau tốt hơn. Nhưng nếu mình giữ bát quan trai giới thì có cơ hội đời này cũng được thay đổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình bên cạnh việc giữ gìn bát quan trai giới thì mình hãy tích cực bố thí cúng dường, sau đó đó hồi hướng phước đến chư thiên. Nếu như ngôi chùa nào mà mình cúng dường á, một là hồi hướng ở chánh điện, hai là kiếm cội bồ đề, bởi vì đó là nơi mà chư thiên á thường cư trú. Mình hồi hướng phước đến chư thiên, cái bài hồi hướng có rồi, hồi hướng phước đến chư thiên, rồi mình tỉ tê mình tâm sự với chư thiên á, nói bây giờ tình duyên con lận đận vậy, mong chư thiên kiếm giùm con một cái mối nào mà nó ưng ý, thì họa mai, sư nói họa mai nha. Chứ còn đi cắt duyên âm sư không đảm bảo, tốn tiền, lấy tiền đó đi làm phước sướng hơn. Nhưng mà nhớ đừng có gọi là đói ăn hoàng, nghĩa là mình kẹt quá không có mối nào, thôi đứa nào tới cũng được á, là mình chết. Tại vì á, sau này mình sẽ hối hận, mình rước phải một cái thứ mà trời ơi đức hỡi về để nó sống đời ở kiếp với mình thì phải nói là rất nguy hiểm. Còn tốt nhất thì thôi, nó cứ vô chùa chứa hết cho. Thì đó là những chia sẻ của sư khi mà quý vị trở về với cuộc đời. Xin mong là quý vị sẽ có những ngày tu hành chân chánh, và sẽ khi về đời cũng là một người cư sĩ thuần thành. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý.
Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm biên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá.